Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Phòng nhá. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm, mình cũng rất mong tất cả các bác đi coi kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em nhé, để không bỏ lỡ qua video của bên em. Kênh YouTube Thọ Audio Phòng, số điện thoại 0937481666. Vâng, ngày hôm nay em lại về được một số các loa bát, loa chung và loa chép cho các bác luôn, có cả phân tần để cho các bác lựa chọn để không mất thời gian. Em sẽ vào việc về luôn các bác nhá. Em sẽ báo giá cụ thể và tình trạng của loa luôn. Đây là đôi loa bát 50 JBL. Các nhá. JBL bát 50. Tình trạng như sau: côn zin màng zin các bác nhá. Côn zin màng zin. Còn các bác nào đã chơi những cái dòng loa này thì các bác biết là nón của nó đấy, nó rất là nhạy cảm, bởi vì là nó giòn đi, động nhẹ có là vỡ. Nên là cái dốn này em đã thay mới. Côn thế bao zin toàn phần cho anh em luôn. Côn zin màng zin. Còn đâu nhận thì em đã thay mới rồi. Bởi vì đánh theo 5 tháng thì không thể nào nó trường tồn mãi mãi theo thời gian được, đúng không ạ? Riêng em thay thì em đảm bảo các bác là đẹp luôn. Còn màng thì em bao zin úp xuống. Màng thì bao zin cho anh em luôn. Bác nào nhìn màng là biết là màng zin rồi, đúng không ạ? Không cần phải suy nghĩ nhiều. Bắt 50 các bác nhá. Dòng này thì tiếng nó rất là sáng. Hay cao kê mà làm đôi này thì quá tuyệt vời rồi. Còn nhận thì em thay cho các bác đẹp như zin luôn. Nhưng mà bên em sẽ báo giá cho các bác là, báo hàng cho bác là đây là hàng đã thay nhận rồi. Thì cái nhận nó như kiểu một cái gân ấy, các bác dùng theo 5 tháng các bác chơi nó sẽ bị kiểu là nó đã hóa đi, là bắt buộc mình phải thay, chứ không là có chuyện mà nó trường tồn theo mãi mãi theo thời gian được, đúng không ạ? Đôi này em đang bán là 7.800.000 đồng các bác nhá, bao ship cho anh em luôn, 7.800.000 đồng, bắt 50, màng zin toàn bộ anh em nhá, 7.800.000 đồng. Đôi hôm nay lại về được hai cặp Sigta Audio thôi nhá, Sigta Audio đấy. Hàng thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Taiwan các nhá. Loa zin toàn bộ. Zin toàn bộ anh em, zin cả gân luôn. Zin cả gân. Bát 20, côn 49. À, quá khủng rồi. Nói chung là các bác mua đồ rồi, các bác mua những dòng này của em các bác khen quá trời luôn. Tiếng rất tốt các nhá. Hát hay. Chịu đón tốt. Đấy, đôi này bán 900.000 bao ship anh em nhá. Tất cả zin toàn bộ, zin từ gân luôn. Đấy. Đôi thứ hai, mã số 2 là đôi bát 25 ma răng các nhá. Đôi này là hàng mới, hàng xưởng thanh lý các bác nhá, hàng xưởng thanh lý, nó sản xuất, nó xuất khẩu nhưng mà nó không xuất khẩu được, hay là dịch bệnh nó không xuất khẩu được, nó bán số sang thị trường mình thanh lý. Các bác nhìn từ cái chất liệu cái từ 507, cái cục diện 507 màu nó, và từ cái từ thiết của nó, mọi thứ các bác nhìn rất là đẹp nhá. Nó để trong kho nó bụi bẩm mốc mốc vẫn phủ được. Đấy. Màng các bác nhìn đây, các bác nhìn màng thì cái màng của nó khác một trời vực những cái đồng loa đây. Các bác chỉ cần nhìn có cái gân, cái màng và từ cái keo ecoxy nó kẻ cho bác nhìn, độ tinh xảo rất là cao. Đôi này thì bao cho bác hát cao kê quá hay rồi, 1.250.000 bao ship anh em nhé. Đây là đôi loa bát 20 của Đài Loan. Đấy, củ 502 tầng đẹp luôn. Đấy, làm trường to vật vã luôn, côn to, tất cả zin toàn bộ anh em nhé, zin toàn bộ. Em bán đôi này là 700.000 một đôi. Đấy, đẹp luôn. Bát 20, hát cao kê ngon luôn ạ. Mã số của nó mã số 3. Mã số 4 là đôi loa Party House của Đài Loan. Party House thì các bác không quá là xa lạ chứ không ạ. Dòng Party House này nó hát cao kê quá hay luôn. Tất cả những zin toàn bộ anh em nhá, zin toàn bộ. Đấy, zin hết toàn bộ luôn. Zin luôn. Bát 25 củ 502 tầng đẹp luôn. Giá của nó 1.1 triệu các bác nhá, bao ship. Đấy. Đôi mã số 5 là đôi loa Nhật bát 25, tháo từ thùng Yamaha ra các nhá, tháo từ thùng Yamaha ra, mã số 12. Đấy, đẹp zin nguyên toàn bộ, đẹp long lanh luôn, zin hết toàn bộ các nhá, zin hết toàn bộ từ A đến Z. Đấy, 325 chuyên karaoke. Đôi này là 1.600.000 đồng các nhá, 1.600.000 đồng bao ship. Số 5 hôm nay thì này là có về được một đôi toàn giải bát 20 của Infinity. Đấy, rất nhiều bác hỏi là loa Infinity từ đâu thì em trả lời các bác là Infinity nó sản xuất tại nước thứ hai, coi là châu Á mình ấy, thương hiệu của Mỹ, sản xuất ở nước thứ hai rồi các nhá. Dòng màng rất là mỏng, rất là mềm, rất là mỏng, rất là mềm, các bác nhìn này, sờ nhẹ đấy các bác nhìn nhá. Và dòng này nó chuyên về lời, các bác nào mà nghe thích nghe nhạc nhẹ nhàng, đấy, nhẹ nhàng hay nghe Boreno thì gặp toàn giải thì là tuyệt vời mặt trời rồi. Bát 20 giá là 950.000. Còn đôi loài này là đôi bát 15.5
Nhưng vành là vành 16 thôi nhá. Vành 16 của ZEQ. ZEQ. Dòng toàn giải có phễu, còn dòng này không có phễu thôi nhá. Nó là toàn giải, thực ra có cái phễu không có phễu không quan trọng. Đây là cái trang trí mà. Đấy. Gân này thì là gân vải thôi nhá. Gân vải. Đấy. Còn con này là gân giấy. Gân niền niền màng. Đôi này thì này em bán 600 nghìn thôi nhá. 600 nghìn hàng bãi. Tất cả đẹp. Đấy, mã số là mã số 7. Đấy, mã số 8 là đôi loa chung Mackie 11. Loa thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Thương hiệu của Mỹ, chuyên lắp cho loa Konum na dây và những cái dòng loa cao cấp, dòng tiếng Trung cao ấy. Côn trông thì rất bé, câu co đường kính như câu 11 nhưng mà côn của nó côn 25,9 các bác nhá, chứ không phải là nhỏ đâu. Đôi này là 400k. Đấy, cũng là Mackie đây. Con này cũng là côn 25,9 luôn. 250.000, bằng chứng 8 cm. Đấy. Bé thôi nhưng mà côn rất là to các bác nhá, côn 25,9 hết. Đấy. Rồi, ok. Loa Piolo. Đây các bác nha, em sẽ cho các bác xem hai đôi khác nhau. Đấy. Đây. Piolo một đôi màng trơn. Một đôi màng trơn và đôi một đôi màng màng nó hơi bóng sần sần. Đấy, củ thì hai củ khác nhau các bác nhá. Con này màng sần là củ nhỏ này. Các bác nhìn nhá. Con này củ nhỏ này, con củ to này. Củ to của nó là 1,7 triệu các bác nhá. 1,7 triệu. Đấy, 1,7 triệu các bác nhá. 1,7 triệu này. Còn củ nhỏ là 1,5 triệu này các bác nhìn chưa? Đây màng nó đây. Các bác nhìn nhá. Màng con 1,5 triệu là nó màng sần. Còn con này nó màng hơi bóng bóng. Nhá, hơi bóng bóng. Con này củ to là 1,7 triệu, con này củ nhỏ là 1,5 triệu các bác nhá. 1,5 triệu. Ok thưa các bác. Đấy. Con này thì là côn của nó côn 44, còn này con là côn 49 các nhá. Đấy, bát 30. Bát 30 các bác nhá. Bộ combo Logitech chuyên nghe nhạc, bát 20, bát là 500k, chung là 200k, chép là 150k, tổng tất cả là 850.000, nhưng bác nào lấy cả bộ em chỉ tính 800k thôi. Còn bác nào thích mua lẻ em vẫn bán các bác nhá. Ok. Đấy. À, đây là dòng chép của ma răng của xưởng cùng mấy này loa bát kia này. Bác thanh lý cho mình luôn. Chép này là chép 4 ohm, chép tròn. Đấy, chép hàng xưởng. Như bác nào mà đang bị cháy chép ấy, mà đi cuốn lại hơn 100.000 ấy, thì tốt nhất là mua loa chép mới mà lắp vào cho nó hay thôi nhá, cho nó nhanh. Đôi chép này em bán 200.000 một đôi, bao ship là nhà cho anh em luôn. Bao cho anh em, đây là hàng xưởng. Còn nếu đây là phát hiện đây là hàng Việt Nam, em biếu cho đôi chép cũng phải lấy tiền. Đấy. Chép BMB của hàng xưởng luôn. Đấy, 850k. 850k, mã số là 85. Hàng xưởng đâu nhá. Chạm đít nhôm nhá, chứ không phải là nhựa đâu nhá. Chép BC 750k, mã số 75. Đít nhôm thôi nhá. Đấy. Và phân tần lo kiểm âm hôm trước các bác đã hỏi đặt em mua rất nhiều nhưng mà không đủ hàng để mà giao cho các bác luôn. Hôm nay nó này có một ít nữa. Các bác nhìn nó độ tinh xảo từ cái chạm đít này thôi nhá. Rắc mạ vàng này. Một bát một chép em bao cho các bác, riêng tiếng của này nó cực sáng luôn, cực đẹp luôn, phân bạch rất chi tiết từ cái tụ này, từ cái con chở của nó, các bác nhìn chưa, làm rất chi tiết luôn. Đấy, bác nhìn chưa, à, chạm đít màu vàng này, làm gắn keo rất là kỹ lưỡng các bác nhá. Đấy, một bộ như này em bán có 300.000 thôi, bao ship đúng nhá. Phân tần kiểm âm, phân tần kiểm âm này 300k. Phân tần ba quay hàng bãi của nó nhá. Đấy, của Sigta Audio này, thương hiệu của Mỹ sản xuất tại Taiwan này, các bác nhìn chưa. Từ cái tủ của nó cũng đều đầy đủ hết. Ghi thương hiệu luôn. Đánh bắt 25, 30, 20. Chơi vô tư luôn. Một bộ như này bán 700k các bác nhá. Đấy, 700k. Đấy, các bác nhìn chưa. Con làm kỹ lưỡng các bác nhìn này. Đồng vàng ươm. Nhìn chưa. Đẹp luôn. 700.000 một bộ này. Số lượng của bộ này em chỉ có 2 bộ, không có bộ nhiều. Đấy, phân tần này là phân tần mới các bác nhá. Phân tần mới 2 quay. Hàng xưởng các bác nhá. Đánh cờ bắt 25, 30, 20. 25, 30, 40. Chơi vô tư luôn. Hàng xưởng một bát một chép. Đấy, bán 450.000. Còn phân tần này là phân tần ba quay, cũng là một bát một chung một chép các bác nhá. Hàng bãi chứ không phải mới đâu. Và đây là phân tần từ neo của JBN. Hàng xưởng các bác nhá, chứ không phải hàng Việt Nam. Cho tép neo đánh từ 20 cho đến 40, chơi vô tư luôn. Đấy, làm rất kỹ lưỡng luôn. 900k một bộ, bao ship cho anh em luôn và mã số là mã số 900 nhá. Keo dưỡng gân ở đây. Đây là em dưỡng mấy tháng rồi các bác, em vẫn để nguyên đấy các bác nhá. Em để nguyên và đây là chưa dưỡng này, bên này là dưỡng rồi này. Và để mấy tháng rồi gân vẫn rất là đẹp các bác nhá. Nhưng trường hợp anh em nào mà gân nó khô nó kém rồi các bác dưỡng gân vào, gân dẻo rất là tốt các bác nhá. Rất là thẩm mỹ và màng biết nó bị
bị sờn chết các bác, có thể dưỡng gân dưỡng màng được luôn. Nhưng màng này giữ được luôn các bác nhá. Rất bóng đẹp và giá hợp lý luôn các bác luôn. 180.000 một loạt keo dưỡng gân này dưỡng được khoảng 3-4 đôi. Chỉ cần mua cái chổi sơn quét lên 5 phút là tự ra bóng như này. Rất hợp lý các bác nhá. Hàng xưởng các bạn. Hàng xưởng. 180k bao ship anh em nhá. Ok. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì mọi người gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại 0937 481 666 anh em nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi.